Rồi khui khui nha. Bên ta có một con cá. Bên ta có một con cá. Cái này là Thúy với Hoài tặng quà sinh nhật cho con. Vậy con nói sao? Cảm ơn Thúy. Cảm ơn ai nữa? Cảm ơn Hoài. Rồi để mẹ khui cho. Ủa sao được? Sao biết đường khô? Sao biết đường khui vậy? Được được. Được rồi nè. Đúng không? Đây đây. Con vẽ cái này nha. Tèn 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 tèn. Yeah. Rồi con mở ra. Mở nắp ra. Wow. Mê lắm giờ biết sao không thấy cái bộ lớn nó chơi ấy rồi nên mua cái dòng nhỏ hơn lại dòng cho 4 được tuổi. Rồi. Là dòng mình là dòng free, muốn gắp gì lắp. Đây là cái miếng con lắp lên đó nha. Hết chưa? Quá trời luôn. Hết rồi. Trên nè, rồi đưa mẹ cũng hướng dẫn đi. Ừ. Con hướng dẫn cho mẹ. Rồi con đếm theo tổng cộng có mấy bịch? 2 bịch bịch. Đếm cho mẹ nào. 2 1 2 Đừng để chọc ta. 2 1 Mẹ đừng cái đâu. 2 1 2 3 4 5 6 Rồi đưa cái cuốn hướng dẫn đây mẹ chỉ cho chơi. Đầu tiên phải giống giống cái này giống nhau không? Đây mẹ coi coi. Không rồi. Màu trắng nhất. Nhất trời. Màu trắng nhất này. Màu hồng. Màu nâu. Đó. Màu đen. Nè, cái này con lắp được nhiều cái luôn á xin. Coi coi. Không thích lắp cái gì mày chỉ cho. Có chóp xe. Có xe hả? Xe đây. Cái giống xe này này. Nước mô. Nước mô. Dùng con lắp đó. Xe nè. Nước. Nhìn được. Rồi, lắp xe này nha. Lắp xe này. Nè. Không là xe đất ở luôn. Ok, rồi lắp xe này hả? Rồi bước 1 là mình lấy một cái miếng màu vàng. Màu vàng đâu? Có miếng màu xanh à? Có miếng màu xanh để đâu rồi? Không, miếng màu xanh để đâu vậy ba? Để đó đúng không? Ở đây nè. Đúng rồi. Nè bây giờ con sẽ để đây. Cái miếng này là cái nào con lắp trong nhà. Rồi con để đây. Số 2 là con sẽ lấy miếng này. Tháo cái này. Cầm tháo rồi. Mình nhỏ lắm rồi, mạnh hơn. Mạnh lên đúng không? Đây con nè. Mà mấy cái này là nhỏ lắm cho nên con chơi xong rồi con phải gom lại, con bỏ cái thùng nha, để mất nha. Ủa đây giờ cái này để đâu nhờ? Để tí mình lắp xong mình biết nó là cái gì. Rồi. Có số 1 rồi đó, 1 1, 2, 3, 4. À đây nè, đây nè, đây nè. Là cái này đó. Rồi, 1, 2, 3, 4. Ở thằng này không ta? Nè, con thấy nó giống thằng này không? Đúng. Rồi, con gắn làm sao? Ở đâu? Gắn giống gì nè? Đây hả? Con giống rồi. Con gắn cho cái cá rồi. Đúng rồi. Gắn đi. Xem cái cá ngựa. Đây nè, mày gắn cho. Mày gắn thử cho con biết nè. Ủa đó là xe vậy? Bước tiếp theo là con lấy một cái ô thành vuông. Giống gì? Nè. Hai ô thành vuông. Con gắn. Rồi một ô màu xám giống gì? Ôi, trên cửa nào? Còn màu xám màu. Màu xám nâu. Màu nâu. Màu xám màu nâu. Báo của mình ra. Con đổ vô đây đi cho nó khỏi mất. Thôi, đổ đây. Vì sợ nó văng ra ngoài mất. Đổ đây.
chơi với con nha. Con chơi gì? Con tự lấy ra. Đổ nhẹ nhẹ thôi. Trong này. Chơi xong rồi hút vô hông chưa? Rồi, lấy ô màu này. Ủa, nó làm cái gì? Một ô màu nâu. Một ô màu xám. Ô màu xám là cái này. Ô màu trắng là bánh xe. Đúng rồi. Màu xám nào? Trong đây nè. Không phải. Xám màu vuông á. Bánh xe. Xám màu vuông giống gì nè, tiền cho mẹ coi. Bánh xe rồi nè. Ừ. Đúng không? Màu xám. Bánh xe, bánh. À, bánh xe. Màu xám nào xin. À đây, rồi. Được 3 cục. Cô gắn theo thứ tự này cho mẹ đi. Ừ. Rồi gắn tiếp với mẹ nè. Bánh xe của con. Xin, gắn màu xám cho mẹ. Màu xám nữa thì đưa con không? Đúng rồi. Con thả cục màu vàng ra con gắn vô. Rồi đúng không? Mạnh lên. Đi mạnh vô. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo nè. Đây tiếp theo là con lấy cục màu 2 6 2 4 6 1 cục nè. Hai cục nè. Rồi con gắn vô. Ờ, có bánh xe của con. Bánh xe. Rồi con gắn vô nè. Mẹ gắn nha, hai con gắn nè. Tập trung. Mẹ gắn. Nè, con tự gắn đi. Mẹ gắn. Rồi. Tiếp theo là gắn cái đèn. Có đèn vậy. Ở ra qua không mới ra cái này. Ờ đúng rồi, cái đèn này nè. Ở tao. Đâu vậy? Tao. Nè cái này nè. Con sẽ gắn nó lên trên đây. Cái đèn đấy. Nè. Cái đèn này mẹ. Ừ. Cái đèn trên xe. Ủa con. Rồi tiếp theo là sẽ gắn màu xám. Màu xám nó xin. Nè. Gắn cho giống chân gì này. Từ từ, màu xám đúng không? Con phải gắn từng cái nó mới ra cái đó. Nè, tìm cái mẻ cục này coi. Màu xám nè. Cục này nè. Nó giống đâu? Đâu? Ủa đó là cục gì vậy? Sao nó gắn đâu được? Ủa sao nó gắn cái này được đâu? Ủa sao nó gắn ở đâu được? Tìm nè, tìm nè. Quá. Màu sáng. Ô. Để quay nè. Quay nè. Quay nè. Ủa đây là cái gì? Đây là cái có cái tre hả? Đây hả? Chẳng đây hả? Con có thích đồ chơi không? Không, mẹ đang tìm. Không phải cái đó. Ủa, đây là cái gì? Đổ cái này vô nè. Mẹ bỏ cái này vô. Mẹ bỏ cái này vô. Cái này nhỏ nhỏ nó bay. Mở cái này luôn. Mẹ mở cái này con, mở cái này. Mẹ mở cái này con, mở cái này. Rồi nhờ tí ngồi nhờ ba mở kìa. Ba mở. Nói gì vậy, nói đàng hoàng. Ba mở cho con. Ừ. Bây giờ mở cái này luôn mẹ. Ừ. Nhỏ quá. Tiếp theo là cái này.
không chơi đâu, không hỏi gì vậy? Có nữa. Cái nói đó nữa. Ủa đây giống nó phải được. Con giống bố mẹ. Con giống bố mẹ. Con tiền cho mẹ đi, con tiền. Ủa đây là cái gì? Ủa đây là cái gì vậy? Bánh xe. Ủa đây là có tội vậy? Ủa sao biết cái tội được đây? Ủa có tội gì vậy? Bánh xe. Bánh xe để hầm vậy? Ủa sao bánh xe để hầm vậy? Yeah, nó cắn được đây. Tự nhiên mẹ thêm một cái nữa không? Thêm một cái nữa. Đây, mẹ thêm một cái đây mẹ. Không, mẹ thêm một cái. Ủa, để con nằm cho. Để con nằm cho. Con nằm cho. Mấy con cho con nằm. Ủa sao dán người ra cây rồi? Xong rồi xuống đó là bánh xe. Con bánh xe xong rồi. Ủa sao người đó có bánh xe rồi? Hả? Bánh xe. Ủa đây là cái gì? Ủa sao đây là dán được cái này? Ừ. Ủa sao cũng được dán cái này nữa? Ừ. Dán cái này được. Bánh xe nhỏ đâu? Đó. Nhỏ lắm nè. Con khoe với thấy hoài đây. Khoe xe nè. Xe nè.